Là Michael cắt tóc kìa. Cái gì cắt tóc cho Michael giỏi ta. Tóc lẹm lum la hả? Mày ông sửa lại ngang bữa nó bị lẹm. Mày nó ngoan dữ vậy ta. Mày đi cài cài. Ai cắt tóc cho con vậy? Daddy hả? Cắt tóc đẹp trai không? Cái đầu hả? Mommy Daddy cắt. Daddy cắt xong mommy về tỉa. Để coi cái mái tóc coi. Mommy tỉa thằng ngố quá luôn này kìa. Bên kia, bên đây lỗ, lỗng lỗ này kìa. Nó quay quá nè. Đừng có quay nha con, quay hư tóc hết. Cười nhiều mắt rồi kìa. Cười cái coi. Cười cái miệng mớm coi đó, miệng mớm đâu? Miệng mớm đâu vậy? Biết lên nhìn mommy nè. Nhìn mommy nè. Này nhìn mommy đi. Nói đi bye mommy. Bye mommy. Cười bye. Cười cái. Cười cái cái. Cười cười miệng chành bành vậy hả? Ngồi cái kiểu đó. Rồi nói bye mommy. Bye mommy.